Đẹp chưa, đẹp chưa? Đấy, dùng ngay hình của vợ chồng mình thêm cả của bé ạ. Làm cái mặt đồng hồ cho nó hoành tráng. Ê, mà quan trọng hơn cả các bạn biết không? Đây là một cái đồng hồ thông minh, giá cực kỳ tốt, pin cực kỳ trâu luôn. Mà nó là còn theo dõi sức khỏe một cách rất tốt. Đeo lên trên cổ tay, nó lại quá phù hợp với những người có cái cổ tay có thể nói là nhỏ giống như mình. Thế thì các bạn thấy sao? Ê, hôm nay là đồ chơi công nghệ đúng nghĩa nha. Đây là Amazfit GTR Mini. Và sắp tới nó cũng sẽ được mở bán chính thức ở thị trường Việt Nam. Và nó thật sự có rất nhiều những cái tính năng và những cái trải nghiệm mà mình khá bất ngờ. Bởi vì ví dụ như là cái thiết kế khung viền của nó thì vẫn là bằng kim loại. Nhìn nó vẫn cứ sang chảnh chảnh chọe các thứ, nhiều màu để các bạn lựa chọn. Mic dây này thì cực kỳ là dễ dàng. Mà đeo lên á, thì nó lại vô cùng nhẹ. Nó không hề nặng một chút xíu nào cả. Thì đấy thật sự là những thứ mà lạ thế không biết. Thật sự là cực kỳ lạ. Thế thì cái đồng hồ này nó có cái gì hay? Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói một cách kỹ hơn để các bạn có thể hiểu được về một em đồng hồ mà sắp tới có thể nó cũng sẽ làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam đấy. Ok chưa, ok chưa? Rồi, đầu tiên thì đây, mở luôn cho các bạn xem này. Một loạt luôn, rất nhiều những cái mặt đồng hồ các thứ để các bạn có thể đấy. Rồi các bạn có thể tải về. Nhìn này, quá trời nhiều mặt đồng hồ các thứ, quá trời nhiều những cái ứng dụng các thứ. Và các bạn thấy không? Toàn là miễn phí hết. Chưa thấy có cái nào tính phí cả. Úi trời. Quản lý mặt đồng hồ phía bên trong này thì cũng có rất nhiều những cái để các bạn có thể tùy biến phía bên trong. Ok chưa? Đấy, mà các bạn thấy không? Đồng hồ thì tròn, khung viền mà kim loại, nhìn nó sáng bóng lên. Đấy, viền màn hình cũng không quá dày. Cái ngàm này thì chúng ta có rất nhiều tùy chọn màu khác nhau. Ví dụ cái này là màu xanh, kiểu xanh nó hơi hơi cổ vịt một tí ấy. Rồi dây thì dây cao su, cái size này là 20mm này. Dây chốt các thứ cũng rất là chắc chắn. Và các bạn có thể thấy đeo lên trên tay của mình thì cực kỳ hợp dành cho những người có cổ tay không quá lớn. Và đó là một cái điểm cộng rồi. Riêng về mặt thời trang, về mặt đẹp, về mặt chảnh chọe thì rõ ràng cái đồng hồ này rất là ok. Thậm chí cái dây này này, các bạn có thể thay một cách rất là dễ dàng bởi vì nó là size cơ bản. Và các bạn có thể mua bất cứ một cái dây nào các bạn thấy trên thị trường bây giờ các bạn thích. Dây da, dây thép, dây cao su, dây vải, dây dù, dây đủ kiểu. Các bạn thay vào thì nó cũng có thể mix một cách rất là ok. Và các bạn có công nhận với mình là cái kiểu thiết kế như thế này này, nó không hề bị kén dây một chút xíu nào cả. Và dây nào đeo lên cũng cực kỳ là hợp. Đấy, nó là một cái điểm cộng như thế đấy. Và các bạn thấy luôn, đúng không? Màn hình Always On Display để mang lại cái khả năng giúp các bạn xem giờ một cách nhanh hơn. Và khi mà muốn thì chúng ta có thể mở nó lên để nhìn vào những cái màn hình phía bên trong. Hiển thị nhiều nội dung hơn, nhiều thông tin hơn. Cái đấy thì tùy thuộc vào cái mặt đồng hồ mà các bạn cài đặt. Nó rất là ok ở cái yếu tố này nhá. Rồi, thì với một cái đồng hồ thông minh như thế này, chắc chắn là mọi người sẽ quan tâm rất nhiều đến những cái tính năng hỗ trợ cho cái sức khỏe. Ví dụ cái này là hít thở này. Ví dụ như là theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của chị em này. Đấy, hay ví dụ như là chế độ PI này để mà sâu hết những cái dữ liệu luyện tập trong những ngày gần đây. Sorry anh em, dạo này hơi lười, không có luyện tập gì cả. Đấy, rồi có rất nhiều những bài tập các thứ. Nhiều không? Nhiều không? Nhiều không? Riêng về những cái tính năng liên quan đến hỗ trợ tập luyện thể dục thể thao thì những cái đồng hồ đến từ Amazfit nó đều có đầy đủ tất cả các thể loại bài tập khác nhau. Và nó mang lại một cái khả năng đo đạc dữ liệu một cách cực kỳ tốt, tracking những cái bài tập của các bạn một cách cực kỳ là tốt. Và đó là cái điều đã được minh chứng, đã được test và đã được đánh giá xuyên suốt rất nhiều sản phẩm từ trước đến giờ của Amazfit rồi. Và Amazfit GTR Mini này cũng tương tự là như vậy. Đương nhiên là chúng ta cũng có đầy đủ tất cả những tính năng theo dõi nhịp tim các thứ nó như thế nào này. Các bạn thấy chưa? Heart rate này là nhịp tim này. Rồi chúng ta theo dõi cái nồng độ oxy trong máu này. Thấy chưa? SpO2 này. Cái quan trọng hơn cả là nếu như các bạn mà chạy ở ngoài trời hay là gì đó thì chúng ta lại có rất nhiều những tính năng được hỗ trợ bởi GPS độc lập. Mình nhắc lại nhé. GPS độc lập trên cái đồng hồ này. Các bạn nhìn thấy cái tín hiệu GPS ở đây chưa? Và rõ ràng nó lại là một cái tính năng để giúp các bạn có thể tracking bài tập một cách cực kỳ tốt. Và theo như mình tìm hiểu thì đấy là một trong những cái điểm sáng rất sáng của cái đồng hồ này trong phân khúc đang bán chính hãng ở thị trường Việt Nam. Không nhiều sản phẩm có GPS trong cái tầm này. Và rõ ràng một cái sản phẩm vừa có thiết kế đẹp, vừa có trải nghiệm sử dụng tốt, bài tập thì nhiều, màn hình thì ok các thứ, mà lại hỗ trợ những cái tính năng tập luyện tốt như thế này thì không phải là dạng vừa đâu. Ok, mà các bạn biết không, nó có một cái rất là hay, đó là sạc 2 tiếng thì các bạn có khoảng 14 tiếng sử dụng thông thường. Và đây cũng là một cái mức thời lượng pin có thể nói là trong mơ.
Đặc biệt là với một cái đồng hồ, đây mình phải tháo ra mình show cho các bạn xem nhé, là nó mỏng đến mức độ là như thế nào. Đây 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 đây, các bạn hãy nhìn độ mỏng của nó đi. Đấy, mỏng không? Ghê chưa? Nếu như nhiều cái mẫu đồng hồ khác trên thị trường mà muốn có cái thời lượng pin đến mức độ như thế này thì mình thấy có một cái đặc điểm chung là con nào con đấy dày to. Mặt đồng hồ cỡ về tầm 48mm và nó dày để mà chứa một cái viên pin dung lượng lớn. Nhưng mà Amazfit bằng một cách thần kỳ nào đó đã tối ưu cho con GTI Mini này vừa có độ mỏng rất là ok, vừa có trọng lượng cực kỳ nhẹ mà nó vẫn có một thời lượng pin cực kỳ trâu. Đương nhiên là ở cái mức pin 14 ngày như thế này, các bạn sẽ cần phải tắt đi một vài những tính năng liên quan đến checking, một vài những tính năng tự động và thậm chí là tắt luôn đi cái màn hình Always On Display. Nhưng rõ ràng là cái thời lượng pin như thế nó thực sự là cực kỳ ấn tượng rồi. Và nó còn ấn tượng hơn nhiều nữa khi nếu các bạn sử dụng chế độ tiết kiệm pin thì thời lượng pin tối đa kéo dài nó có thể lên tới là 28 ngày. Phát quạt, đồng hồ thông minh đeo gần tháng sạc pin một lần. Cái con số này thì đúng là ảo thật đấy. Nói thật với các bạn là mình thì mình không dùng được cái mức độ kiểu hơi hardcore về cái thời lượng pin tí như thế. Mình chỉ cần đỡ cỡ tuần 10 ngày mới cần phải sạc lại, nó quá ok rồi. Rõ ràng cái đồng hồ này khiến mình rất bất ngờ ở cái điểm đó. Và đây cũng là một trong những cái tính năng cực kỳ tuyệt vời của cái đồng hồ này, của em Amazfit GTI Mini này các bạn ạ. Và cái điểm cuối cùng á, thì đây, tấm hình mà mình cũng khoe luôn các bạn là vợ chồng mình với cả bé gạo đang chụp ở hồ bơi ấy, thì nó có luôn cái tiêu chuẩn kháng nước 5ATM. 5ATM ấy, chứ không phải là IPXX gì đâu các bạn ạ. Nên là riêng về yếu tố độ bền của cái đồng hồ này khi chúng ta mang đi bơi các thứ thì nói chung là các bạn dùng cái từ gọi là trễ luôn đi, không bao giờ chúng ta phải lo. Và đương nhiên như mình vừa rồi nói, nó có GPS độc lập. Thế các bạn cứ tưởng tượng chúng ta mang ra ngoài trời để mà bơi hồ bơi ngoài trời ấy, thì nó cũng là một trong những lý do khiến cho cái việc tracking những cái thao tác của bạn, tracking cái kết quả tập luyện của bạn nó trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và đó thật sự là một cái điểm cộng của cái đồng hồ này. Khi mua thì đây là cái hộp toàn giấy thôi, và chúng ta cũng có đầy đủ những cái món phụ kiện phía bên trong, ví dụ như đây là cái sợi cáp sạc này. Và thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng. Thật ra thì sách hướng dẫn sử dụng này nó dày là bởi vì nó có nhiều ngôn ngữ thôi, chứ bản chất thì nó cũng chỉ hướng dẫn các bạn vào trong cái app ZOS này để mà chúng ta có thể điều khiển những cái tính năng liên quan đến cái GTI Mini này mà thôi. Có một điều nữa cũng khá là thú vị, đấy là nó cũng có một cái App Store để mà chúng ta có thể tải về được rất nhiều những cái ứng dụng phía bên trong đây. Và những cái ứng dụng này thì đương nhiên nó sẽ mở rộng thêm tính năng cho cái đồng hồ của bạn rất là nhiều. Và rõ ràng là cái tiềm năng của ZOS thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể khai thác cái đồng hồ này một cách triệt để hơn, với rất nhiều tính năng ở phía bên trong. Có thể mình dùng cái từ là được mở rộng thêm trong thời gian sắp tới. Thế nhưng mà có một điều mình hơi tiếc nhẹ, đó là với một cái đồng hồ mỏng gọn nhẹ như thế này thì chúng ta không được tích hợp micro và loa ngoài. Và điều này đồng nghĩa là các bạn sẽ không thể nào đàm thoại được trực tiếp bằng cái đồng hồ này, mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng nó để mà nhận được những cái thông báo của gọi đến rồi tin nhắn ABCZ mà thôi, chứ các bạn sẽ không thể nào alo lô 1234 các thứ bằng cái đồng hồ này được. Muốn sử dụng cái tính năng nghe gọi thông qua đồng hồ thì chúng ta cũng có những dòng cao hơn, đắt tiền hơn của Amazfit. Và đó cũng là một cách để Amazfit phân chia ra từng cái phân khúc khác nhau mà các bạn có thể lựa chọn rồi. Ok, tóm lại đây vẫn là một cái đồng hồ mình thấy khá là bất ngờ, bởi mình không nghĩ trong một cái thân hình nó nhỏ, nó mỏng và nó thời trang như thế này mà Amazfit trang bị được rất nhiều tính năng: GPS độc lập, pin trâu, màn hình rất sáng, đẹp, thậm chí có luôn cả auto điều chỉnh độ sáng khi mà đi ra ngoài trời sáng chói lên, vào trong nhà bớt đi, rồi cái việc tùy biến mặt màn hình, tùy biến mặt đồng hồ một cách cũng rất là dễ dàng. Trải nghiệm vuốt chạm mọi thứ, thao tác đều ok. Thậm chí hoàn thiện cái phần màn hình được bo cong như này, phần mặt kính ấy, nó cũng giúp cho cái thao tác vuốt chạm trở nên cực kỳ tốt trên nó. Nó cũng là một cái điểm hay ho. Vậy thì các bạn thấy sao? Cái điểm mà tiếc nhất có lẽ nó đến từ việc nó không được trang bị cái micro và loa ngoài để chúng ta đàm thoại mà thôi. Nhưng cái điều tiếc này của mình nó lại là cái sự phân chia phân khúc của sản phẩm. Vậy thì các bạn thấy sao? Comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.